Bản quyền phim Full Hạ Tầng tại Việt Nam thuộc Công ty Cổ phần Truyền thông Hòa Thủ. Theo em thấy thì anh hãy nên tha thứ cho chị dâu và để chị ấy quay về đi anh à. Tụi em sắp rời khỏi cái nhà này rồi, vậy thì ai sẽ ở bên cạnh của anh đây? Ít ra thì cũng phải có người vợ đã từng sống với anh từng đó năm, còn cách nào nữa đâu. Giống như là anh từng nói đó, chuyện đó không phải xảy ra trong lúc chị ấy đang sống yên ổn với anh, mà là chuyện xưa lắm rồi. Chỉ cần nhìn thấy có người bên cạnh của anh là em sẽ đi ngay. Em rất xin lỗi anh vì không thể ở bên cạnh của anh lúc này, nhưng mà em cũng không thể rời đi, bỏ lại một mình anh khi mà anh đang bị bệnh như vậy. Nếu như cứ để anh ấy như vậy sẽ lớn chuyện thật đó. Anh ấy không chịu ăn uống gì hết cả ngày luôn đó. Buổi tối đã không ngủ được rồi, anh ấy còn uống rượu nữa kìa. Dạ, con cũng tan làm rồi. Sao chú lại không chịu ăn gì hết vậy? Chú à, ăn không vô. Ban ngày chú ngủ nhiều quá nên tối không ngủ được đó. Buổi tối chú hoàn toàn không thể ngủ, cả đêm vì không ngủ nên ban ngày cảm thấy rất là mệt, rồi lại nằm mãi. Con bé Dương Xin nghỉ việc ở nhà hàng để về đây chăm sóc anh thấy sao? Còn nhà bếp ở nhà hàng thì phải làm sao? Không thể như vậy được. Chúng ta nên lo cho sức khỏe của anh trước đi anh à. Đúng là con phụ trách bếp nhà hàng, nhưng mà khi giám đốc Choi và quản lý Sơ đều vắng mặt, nhà hàng có rất nhiều giấy tờ cần phải ký. Mọi thứ rối rắm và những nhân viên còn đồn là có thể nhà hàng sẽ bị đóng cửa. Con không biết được chuyện này kéo dài trong bao lâu nữa. Vậy thì em sẽ quay lại nhà hàng giải quyết công việc tồn động. Sao em có thể mặc dày tớ như vậy được hả? Em đi lên lầu đi, đừng nói nữa. Chúng ta đâu thể nào đóng cửa nhà hàng được. Vợ chồng cậu lập tức dọn ra khỏi nhà đi. Cậu nói cậu sẽ rời đi mà. Dạ, em sẽ đi mà. Chú không sao đâu, con đi ngủ đi. Chú cảm thấy rất ngại, chú không thoải mái. Người đang bệnh thì lo lắng mấy chuyện đó làm gì? Con cũng giống như con gái chú mà. Nhưng mà một tiếng đồng hồ rồi. Đợi chú ngủ thì con sẽ về phòng ngủ. Chú không thể chỉ khó ngủ mà lại uống rượu nha. Cả ngày ở nhà hàng con đã mệt mỏi lắm rồi, ngày mai làm sao mà con đi làm nổi đây chứ. Chú thương con như con gái, chỉ có như vậy thôi thì cực khổ gì đâu chứ. Con ngồi đây bóp chân cho chú đã một tiếng đồng hồ rồi, cổ tay của con chắc là rất đau ha. Chú đừng cứ lo, cứ nằm thoải mái đi, thả lỏng mới vào giấc được. Tôi không muốn ăn, lôi tôi ra ngoài làm cái gì? Tối qua Dương Xin đã nấu mấy món để lại, vợ em đã hâm nóng rồi, anh ăn thử chút đi. Ngồi xuống ăn đi anh à, ngồi xuống. Chắc là Dương Xin không dậy nổi đâu ha. Nó cứ ngồi bóp chân cho tôi, tới 2 giờ sáng mới chịu ngủ. Cả ngày con bé đứng làm việc ở trong bếp, tối lại không thể ngủ ngon giấc. Ôi, nó mà ngã bệnh thì không biết phải làm sao đó anh à. Dạ xin lỗi, con ngủ quên mất. Ôi trời ơi, con chảy máu mũi rồi kìa. Ôi chắc là con lao lực quá đó. Thôi con nghỉ làm ngày đi, ở nhà ngủ thêm ha. Dạ không được, ta không thể để bếp trống được, nên nhất định con phải tới nhà hàng. Bác ơi, con không nói với bác gì sợ bác sẽ lo lắng đó. Nhưng mà có tin đồn là nhà hàng chúng ta sắp đóng cửa. Phía đối thủ thì đang lấy hết nhân viên bên mình. Vậy nên em mới nói em phải qua về làm việc thôi anh ạ. Với chút khả năng của cô nghĩ cô có thể xử lý mọi chuyện hay sao chứ?
Cô thậm chí đừng nghĩ tới chuyện tới gần nhà hàng. Nếu như ngày mai cô lên tòa và nói rõ ràng ý định ly hôn của mình, tất cả mọi chuyện sẽ chấm dứt. Cô không nhận được liên hệ nào từ Dưỡng hay sao? Không có. Chắc là ông ấy đang nghĩ về chuyện ngày mai ra tòa. Tòa án quận Trung Trinh. Tôi tự đi được. Tới rồi sao? Tới sớm vậy. Kết cục của ngày hôm nay làm tổn thương ông, tôi rất xin lỗi. Trên lập trường của mình, tôi thấy bản thân thật có lỗi với ông. Chúng ta ở bên nhau 15 năm mà bây giờ phải kết thúc như vậy. Nếu chúng ta đi thẳng vào trong đó, xác nhận thật dứt khoát, mọi chuyện sẽ chấm dứt thôi. Chúng ta vào thôi. Được rồi, chúng ta về nhà đi. Trong nhà tôi không còn ai nữa, không cần phải vào trong đó nữa đâu. Vậy là bà đã quyết định quay về căn nhà đó sao? Ông ấy đã tha thứ. Vì chuyện mẹ giấu con là con của mẹ, tất nhiên mẹ phải về. Thời gian qua sống chung với người mẹ này con khổ sở lắm. Con mới gửi quán cơm này, chào giùm mẹ một tiếng nha. Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc kia mà. Sao lại chưa kết thúc? Chuyện của mẹ Nhân Sinh bị bại lộ thì cô vẫn còn sống ở nhà đó được hay sao? Chính con là người cần phải giữ yên lặng trong chuyện này. Con lo cho ai vậy hả? Vậy hả? Cuối cùng cô ta cũng đi rồi. Cô ta thậm chí cũng không ly hôn nữa. Cô ta được tha thứ rồi hay sao? Bởi vậy mới nói ai mà biết giữa vợ chồng họ rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Họ đã trải qua nhiều chuyện bên nhau cho nên cũng đâu dễ dàng chia tay được. Người như họ sao có thể cày cuốc chịu đựng cho chúng ta chứ? Họ là những người lắm tiền mà. Nhiều khi họ còn ác liệt hơn cả chúng ta nữa. Dù sao thì cô ấy cũng đã đi rồi. Dù sao thì anh cũng thấy mừng vì chủ tịch Cang vẫn tha thứ sau khi biết Kinh Su và bà ấy là mẹ con ruột thịt. Em nghĩ chắc là Kinh Su cũng thấy nhẹ nhõm lắm. Em mừng vì không còn thấy cô ta xuất hiện ở quán cơm nữa. Thật sự là thấy không thoải mái mà. Kinh Su lúc này chắc là đang buồn lắm. Tại sao nó phải cảm thấy buồn chứ? Phải thoải mái mới đúng. Cậu ấy không hề sống với cô ta như kiểu người một nhà thì sao lại thấy buồn lúc chia tay cho được? Nhưng mà cha mẹ với con cái đâu thể vậy được. Sao bà cô vẫn còn ở đây vậy? Mọi chuyện chưa dừng lại ở đây đâu. Tất nhiên là sẽ không kết thúc đâu. Chừng nào cô bị lôi đi với hai bàn tay trắng như tôi thì đó mới là kết thúc. Cô còn muốn gì khi ở trong căn nhà này chứ? Tránh ra đi, chắn đường tôi quay về phòng của mình. Chị dâu về rồi sao? Sao chuyện này lại có thể xảy ra được kia chứ? Chị ta sinh con rồi giấu nhẹm đi mà. Vậy em ngăn anh trong con tìm con gái là đúng hả? Là đúng chắc. Tôi về rồi đây. Mình có buồn ngủ hay không? Mình không ngủ được thì để tôi bóp chân cho nha. Tôi không gọi bà về để chăm sóc cho tôi đâu. Từ ngày mai hãy quay về nhà hàng làm việc. Mình như vậy thì làm sao mà tôi làm việc cho được? Thời gian qua nhà hàng rối tung rối mù hết cả lên. Tất nhiên là như vậy rồi. Giám đốc Choi, bà quay về rồi sao? Nói chuyện với tôi chút đi. Cô định ở lại đây tới chừng nào vậy hả? Bà về nhà hàng rồi thì đầu bếp Choi chắc cũng sẽ sớm quay về thôi. Tôi sẽ ở nhà phụ trách chăm sóc chủ tịch. Tôi sẽ là người chăm sóc cho ông ấy, cho nên cô hãy rời khỏi nhà này đi. Tôi sẽ nói lại chuyện đó sao? Cô chỉ nghe theo lời của ông ấy mà không nghe lời của tôi hay sao? Tôi lấy tư cách vợ của ông ấy kêu cô rời khỏi nhà. Chuyện nhận con nuôi không thành, cô còn níu kéo làm cái gì nữa? Tôi biết tình hình rồi. Tôi sẽ đi khỏi nơi này.
Giờ này con tới đây làm gì? Giám đốc cho Súc Chơn đã quay về nhà bên đó rồi, nên giờ con sẽ về đây. Con muốn được quay trở về. Chuyện đó không được đâu. Sao lại không được chứ? Nếu con ở lại đó không thoải mái thì hãy thuê phòng bên ngoài đi. Càng ngày chú càng xa cách con, suốt cuộc lý do là gì chứ? Vì chúng ta cần phải xa nhau. Con sẽ không để chuyện đó xảy ra. Dù cho người khác có nói gì, con vẫn sẽ quay về bên chú. Chú đã nói là không được mà. Chú biết cảm giác của con ra sao mà. Sao chú có thể lạnh lùng như vậy sau tất cả mọi chuyện? Nghe nói là Dương xin về cho nên mình mới tới. Con sẽ quay trở về ngôi nhà này. Thiệt hả? Ồ, mình có nhà mà sao lại phải khổ sở nơi khác chứ? Phải, con nghĩ rất tốt. Không có Dương xin, chú thấy quán cơm trống trải, không quen chút nào á. Nếu con đã quyết định như vậy thì quay về sớm đi hả? Nói là vậy mà, khi có một người đến thì sẽ có người đi. Giờ giám đốc Choi đi rồi thì Dương xin trở về. Vậy là con đã quyết định rồi ha. Mặt của mẹ Đa Chơn sao lại như vậy? Chắc làm gì cô ấy vui mừng quá khi mà Dân Sinh đã quyết định quay về. Chuyện này không được. Dân Sinh sẽ không quay về quán ăn nữa. Những tin đồn kia vẫn chưa biến mất và chưa thể kiểm chứng được. Sao em và Dân Sinh có thể sống chung một nhà? Dù vậy thì con cũng quyết định sống chung với chú rồi. Dân Sinh à, con có một chuyện muốn thưa với mọi người. Con sẽ nói vì nếu không nói ra thì thấy kỳ lắm. Con không biết chú Cân Su suy nghĩ sao về con, nhưng con thật lòng rất yêu chú Cân Su. Để kiếm Dương Xin. Vì như vậy con rất muốn ở bên cạnh người mà con yêu thương. Nói chuyện riêng với chú. Con bé vừa nói yêu sao? Nó nói yêu đương là chú à, sao? Chú không biết yêu có nghĩa là gì hả chú? Có nghĩa là Dương Xin cậu ấy yêu chú Cân Su như một người đàn ông. Yên lặng đi, tất cả yên lặng hết đi. Trước mắt thì chuyện này chỉ biết vậy thôi. Phải giữ kín chuyện này nghe chưa? Giữ kín đi. Sao con có thể nói ra như vậy trước mặt mọi người? Con đã chuẩn bị cho mọi thứ rồi. Con nghĩ chú không yêu con nên mới đuổi con đi hay sao chứ? Chắc chắn chú vì con nên là mới làm vậy. Nhưng mà đó không phải là cách tốt nhất cho con đâu. Để xem từ giờ trở đi sẽ có chuyện gì xảy ra. Dù con chịu đựng chuyện gì thì cũng tốt hơn là mất đi chú. Con nghe cho rõ và trả lời. Con có thể yêu con trai của chính người phụ nữ khiến mẹ con bị mất mạng sao? Mẹ ruột của con vì cho Súc Chơn mà phải chết đó. Con đã nghi ngờ đúng không? Mẹ của con đã chết bởi vì cho Súc Chơn. Chính tay của chú đã nghe thấy. Thiệt vậy hả chú? Anh trai của bà ta đã nói rằng ông ta cố tình gây ra tai nạn. Chính tay chú đã nghe. Chuyện này không thể nào mà sai được. Mẹ ruột của con đã bị mẹ của chú hại chết đó con à. Chú có cần nói rõ hơn không? Người phụ nữ đã sinh ra chú đã giết chết mẹ của con. Như vậy thì làm sao chúng ta có thể yêu nhau chứ? Làm sao mà chúng ta có thể yêu nhau được chứ?